hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và hành trình chia sẻ yêu thương vì khúc ruột miền Trung. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu hiểu biết lẫn nhau, tạo đà phát triển cho phong trào tennis ở các câu lạc bộ ở các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc. Giải quần vợt Vinh Uni Open là giải truyền thống hàng năm để chào mừng ngày lễ lớn của các thầy cô giáo. Đây là giải đấu lần thứ 9 của nhà trường. Qua đó kết nối được nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến với các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Giải quần vợt Vinh Uni Open lần thứ 9 năm 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 tại các cụm sân Trung Long, Trường Sơn. Đây là giải đấu thường niên thu hút được các tay vợt xuất sắc là các vận động viên doanh nhân thành đạt trên địa bàn các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc. Với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực, cao thượng và đoàn kết, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, gay cấn, sôi động và đầy kịch tính. Giải quần vợt Vinh Uni Open năm 2020 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các trang mạng xã hội. Lễ bế mạc trao giải vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại nhà thi đấu Trường Đại học Vinh.